Xin chào các bạn, mình làm cái clip này thì muốn các bạn vui vẻ và quên đi cái thất bại của đội tuyển U23 trong ngày hôm nay. Thực sự là các em đã chơi với bằng tất cả trái tim của mình rồi, nên chúng ta đừng trách móc nữa, hãy luôn ở bên các em và động viên các em. Trong lịch sử bấy lâu, dù chơi hay đến đâu, Việt Nam vẫn về nhì. Dù cho cầu thủ của chúng ta toàn là số sao của cả Đông Nam Á, bao người dân ngóng trông kỳ SEA Games này Việt Nam sẽ vô địch. Chơi thật hay các em, giành lấy cúp vàng lần đầu cho nó sướng. Rồi từng trận đi qua có thắng có bại, để rồi chúng ta bước vào bán kết gặp ngay Miến Điện. Thằng này đã trâu lắm, mình biết nó mạnh lắm, lại thích ăn toàn đá phạt, mà chúng nó lại may, đội nhà thì cũng hơi nhỏ. Qua trận thua mới thấy rằng Việt Nam còn nhiều việc phải làm tương lai, và sẽ mong chờ tiếp đến khi nào vô địch. Cố lên Việt Nam, chiều người luôn tiếp sức, dẫu cho có buồn nhưng sẽ không quay lưng lại đâu. Trận đội ta cầm bóng rất nhiều, đập tường sút xa rồi lại ca tát cánh. Tại một chiều không may sút mãi không vào, tự nhiên chúng ta ăn hai bàn thua, một bàn đá pen, một bàn sút xa. Ôi đen quá, đừng có nên vội vã, thầy Miu đã dặn thế nào, mình cứ chơi phản công phòng ngự cho nó an toàn. Hai bàn thua lỗi chẳng phải tại ai, nên xong rồi đừng nên trách móc, và cố lên Hồng Quân, Ngọc Thắng Huy toàn công phường, hãy luôn tự hào vì màu cờ sắc áo. Tôi tin rằng sẽ có một ngày lên đỉnh cao.